Kênh YouTube Vinh Ly Lý Khải Vinh xin chính kính chào tất cả các bạn. Hôm nay video clip sẽ bao gồm các nội dung như sau: đi shopping ở Daiso Blessing, ăn đồ ở điểm Sun Garden, bánh bao cát vàng, Lusa bao, mọi thứ đều được để giá dưới tiền yen, đồng tiền của Nhật các bạn, và đồ handmade của Nhật. Số đồ rẻ tiền xíu các bạn, cho nên mình sẽ dắt các bạn đi shopping ở một cái tiệm Nhật bán đồ rẻ tiền nhưng mà chất lượng. Nó không có rẻ như là 99¢ store, nhưng mà nó rẻ so với lại dưới những cái tiệm bình thường khác, cũng vài đồng thôi nhưng mà có chất lượng nha các bạn. Hôm nay trời lạnh lắm mấy bạn ơi, hôm nay là âm 5 độ C, thấy nắng vậy chứ âm 5 độ C nha. Gió chút nữa là thành 10 độ C. Mà hôm nay là không có cho. Hả? Bên Toyota đó. Hôm nay là thứ hai phải quét đường nên là mình phải đi dời xe. Không cho skip quét đường nữa. Hôm bữa skip quét đường một lần là tết ta, xong rồi thêm lần nữa là bão tuyết, thành ra là nó không có quét đường, không quét đường, mình khỏi cần dời xe. Cái ngày quét đường mình khỏi cần dời, hôm nay là được tiếng nó tan hết trơn, thành ra là phải dời lại bình thường. Dạo này ở New York đó thì hôm bữa mới có bão tuyết 2-3 ngày, rồi 2-3 ngày nó ấm lại đó, thành ra là tuyết nó tan hết rồi mấy bạn, không có thấy tuyết nữa. Rồi số nào nó không tan đó thì nó còn đọng lại trên đường hơi dơ, thành ra các bạn thông cảm ha. Ngoài cái tuyết dơ ra thì cảnh nó vẫn còn đẹp. Mình tới Flushing rồi các bạn. Cái tiệm này là cái tiệm đồ cưới, thì họ bao trọn gói rồi cái này mình nghĩ là cho mướn, thành ra là đồ truyền thống đó nhìn rất là đẹp và lộng lẫy. Nguyên cái đội hình đi shopping của mình có hai người, và cái người tên là mẹ đó kêu đói bụng, thành ra mình phải dắt đi ăn điểm Sun Garden. Nguyên một cái đồ bồn rửa tay bằng đá luôn mấy bạn, thiệt là ấn tượng. Sử dụng con mắt sành điệu của mình á, nhìn vô cái menu phức tạp của tiệm mình liền điểm ngay một chén chè lệ đào cho sang chảnh. Tuy nhiên tiệm làm mình hơi rất vọng, đem ra một chai chè lệ đào với kỹ tử và nhãn nhục bên trong, nhìn nó hơi phèn. Còn đây là ba cái bánh trứng nhân thịt với bào ngư và sốt bóng lửa ở bên trên, nhìn vô cùng hấp dẫn, muốn bỏ vô miệng liền. Cảnh kế tiếp là cảnh rót trà của nhân vật tên mẹ, bao gồm 3 giây và 20 khung hình. Tuy nhiên nhân vật này hơi điệu nghệ, kéo dài tới 4 giây và 60 khung hình. Đã vừa cái cảnh kế tiếp là cặp trà lên uống mà còn cầm lộn tay nữa chứ, làm mình nhắc tù đến mỏi cả miệng. Nhân vật tên mẹ liền cười mím chi với bà con chòm sớm để lấy lại cái duyên. Sau vài canh giờ thì hụt nấu nướng thì anh đầu bếp cũng lên được thêm hai món, đó là bánh bao Lusa với lại sủi cảo hải sâm nấm. Cái này đó ảnh làm rất là hay. Cái miếng da sủi cảo ở bên ngoài đó rất là mỏng và mềm, đến nỗi mà đũa gấp rất trơn nha mấy bạn, phải lấy muỗng múc rồi thì mới lên được. Nhưng mà đối với một con người có tài năng ăn uống lớn như mình đó, không thành vấn đề, mình có thể dễ dàng gấp lên đưa cho các bạn coi và một miếng. Thật là mềm. Ở trong lại có thêm vài miếng nấm giòn giòn nữa các bạn. Đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên cái miếng cắn đầu tiên nó hơi thiếu kỹ thuật chút xíu, nó hụt cái miếng cá, trứng cá đỏ đỏ ở bên trên. Bây giờ mình làm lại cho các bạn coi. Một cái nhai trọn gói.
trứng cá nó kêu bụp bụp liên tục như pháo nổ ngày Tết ngay trong miệng. Quay trở lại với lại cái dĩa ba cái bánh trứng nhân thịt bào ngư mà mình thấy mất một cái, không biết nhân vật nào lanh tay lẹ mắt lấy nó đi. Còn đây là một hố ba con vịt quay Bắc Kinh nhồi sủi cảo. Ý lộn, ba cái sủi cảo nhồi vịt quay Bắc Kinh. Lusa bao hay còn gọi là bánh bao lusa, cát chải đó các bạn. Da thịt thì rất là đen, được cái bên ngoài mặt đất giác vàng, rất là đẹp và lấp lánh. Kế đến là một thố combo 4 cái, 2 cái xíu mại bào ngư và 2 cái xíu mại sò điệp. Mà thôi mấy bạn tạm thời bỏ qua cái combo đó đi. Bây giờ mình cắn một miếng nấm sủi cảo chớp vồ. Loại nấm này mỗi năm chỉ thu hoạch được có mấy tháng. Thu hoạch thì khó khăn, giá cả thì cao ngất ngưỡng như trên trời. Tuy nhiên đó, cái miếng sủi cảo nấm chớp vồ này đó, chưa tới miệng mà mũi đã cảm thấy cuộc mùi hương thiệt là ngọt ngào và ngây ngất, như mới vừa lấy lên từ lòng đất vậy đó. Tự nhiên anh bồi đem ra một thố há cảo tôm. Mình không có kêu há cảo tôm lại đem há cảo tôm cho mình. Mình không biết của bạn nào, kệ nó, miễn sao đừng tính tiền với bạn mình là được rồi. Tiếp tục thưởng thức. Thôi được rồi, để ảnh không còn nghi ngờ đã đem lộn đồ cho bạn của mình, mình xin quay lại với lại cái combo há cảo sò đẹp và há cảo bào ngư. Mình quay trở lại cận cảnh vịt quay Bắc Kinh nhồi sủi cảo. Ý lộn tiếp, sủi cảo nhồi vịt quay Bắc Kinh. Tuy nhiên cái món này đó, bạn nào thích thử đồ mới lạ thì thử, nhưng mà cái mùi vị vịt quay Bắc Kinh nó không được nhiều lắm. Còn cái bánh bao đen này đó, gọi là lusa bao. Lusa có nghĩa là cát chải. Da thịt thì đen thui, được cái mặt giác vàng, rất là mỹ miều và đẹp đẽ. Người ta nói không có món ăn xấu, chỉ có món ăn không biết tự làm đẹp cho mình mà thôi. Đáng đợi chưa? Cái tội vừa quay phim và vừa giả chọc Châu Thanh Trì. Mới bóp có một cái mà bánh bao nó khoái chảy nước trứng rồi. Cũng may là hôm nay là mình bận đồ không có được xịn. Gặp đồ xịn là dính đầy nước trứng trên đồ rồi. Giờ phải lấy khăn giấy lau tay lau chân nè. Bây giờ mình xin làm lại cho các bạn coi. Bánh bao đen giác vàng, từ từ lột vỏ ra. Đó, từ từ thôi, cắn một cái, cắn từ từ thôi, mới cắn nhẹ một cái từ từ bánh bao nó đã khoái chảy nước trứng rồi. Món thứ 8 mình kêu cuối cùng là món tráng miệng, bánh bao chỉ sầu riêng. Đó, vừa mềm, từ từ cắn từ từ thôi, để mình cho các bạn coi. Sầu riêng ở bên trong, bánh bao chỉ ở bên ngoài, rất là mềm nha. Hôm nay nhân vật mẹ bận áo đỏ, hoàn toàn phù hợp với lại bối cảnh cây thần tài ngày Tết. Nhân vật mẹ không biết rằng mình đã bị mình tính kế ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà. Tại vì mình nói trời hôm nay rất là lạnh, cứ mặc cái áo đỏ dày mà con mua. Thế là nhân vật mẹ bận ngay cái áo đỏ mà mình mua cho phù hợp với lại bối cảnh cây thần tài ngày Tết ở Skyview Center. Bây giờ mình đã bước vô tới tiệm Daiso rồi các bạn. Tiệm này thì bán toàn đồ của Nhật Bổn, mà giá cả thì cao hơn tiệm 99 Cent. Tuy nhiên giá nó vẫn thấp hơn tiệm cùng chất lượng. Giá cả thì khoảng từ 5 tới 10 đồng mà thôi. Lý do mình đi tiệm này đó là mình cần mua một số đồ trang trí rẻ tiền. Đó, như là cái bông này rất là rẻ nha, mà không cần chăm sóc, để hoài không bao giờ chết. Cây này cũng vậy, cây này quanh năm suốt tháng là xanh tươi, không cần tưới nước. Mà toàn bộ đồ
ở đây đó đều để giá bằng đồng tiền yen, là đồng tiền của Nhật Bản. Rồi họ để một cái bảng giá cho mình quy đổi tiền yen ra thành tiền đô, trung bình 100 yen là thành 1 đô. Còn đây là cái ghế xếp, một cái ghế cổ truyền rất là lâu đời ở khu vực châu Á mình. Cái ghế này rất là tiện lợi. Bình thường mình cứ để xuống đất, mở ra mà ngồi. Khi mà có công chuyện nha, mình nhắc lại, khi mà có công chuyện rất là dễ dàng thôi, xếp nó lại, cầm một bên, đó, cứ vậy, nện từ trên mà nện xuống, hay nện từ bên phải nện qua, nện từ bên trái nện lại, vậy là xong công chuyện mà thôi. Ây da, có lại rế, đem bằng thân lục bên này, nhìn thoáng qua một cái là biết không phải thứ tầm thường rồi. Mấy cái loại lục bình này chỉ có dùng Đông Nam Á của mình mà thôi. Thôi lật mặt lên coi, có phải lục bình Việt Nam không? Ủng hộ quê hương một chút. Đá miếng này là đá miếng thiệt, chứ không phải đá giả. Đá này đó là đá thiệt. Mình dùng để sushi ở bên trên, rất là đẹp mắt. Uống nước này để canh gì cũng được, ăn đồ chưng cũng được. Uống nước, uống trà. Đó, mua ly cao. Ly cao đó. Ly cao này đâu có dừa, nhưng mà nó đi cùng cái kiểu trang trí luôn. Ly á, ly xong là không có dĩa đâu con. Này là đựng nước chấm đó. Nước chấm đồng sâu chị. Nước chấm hay trà gì cũng được. Mấy thứ này á, biết cái này là gì không? Cái quay ăn truyền thống của Nhật á. Để, cái này là cái giống như là lá bông cúc á. Cái hàng gì nó tối luôn, đã tiền mấy dịp nay. Đâu mua đâu. Chén, cảm ơn thôi. Trời ơi, tự nhiên đi mua cái dĩa dài đựng mấy cái chén. Dĩa là đựng đồ ăn. Hết á, bưng ra gì nè. Đó. Nó bưng ra gì nè. Đó khách á. Người lớn. Đó, người đó. Ghế nè. Không phải chế. Chứ đây đâu có phải. Ta bưng một cái khay gỗ mà ai bưng một cái. Trời ơi, thầy ta làm. Cái muỗng sốt cơm mình bỏ vô cũng chưa chắc để được. Bỏ vô rồi. Xay đi vô á. Nhưng mà con không có giá sốt cơm đâu. Shopping gì đâu. Shopping có 20 đồng. Hạng uống tới 70 đồng. Kiểu này là lỗ vốn rồi. Thôi các bạn cứ subscribe cho mình để mình có tiền shopping nha.